con gái em nó có nói, nó nói thôi mẹ tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được, con á là mai mốt con đi Sài Gòn con học rồi thì mẹ ở đây thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn, thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được với cái người là... Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường, xin chào các quý vị khán giả. Mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1968, quê Hà Nội, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là kinh doanh, mà cụ thể là mình với một người bạn có mở một cái tiệm về sửa chữa và buôn bán điện thoại di động và máy tính bảng. Rồi, mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả. Cùng anh ở bên kia rèm. Em tên là Dương Kim Huệ, em hiện 38 tuổi và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bến Tre. Em hiện tại là chủ tịch hội phụ nữ của phường Phúc Hương, thành phố Bến Tre. Rồi, vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh, điểm yếu thì cũng rất là nhiều, nhưng mà nổi nhất đó là sự tự tin và hoạt bát trong mọi công việc. Và cũng có óc cầu tiến. Còn cái điểm yếu thì nói thật là rất sợ tăng cân, nhưng mà vẫn tăng cân đều đều. Rồi không sao, sau chương trình liên hệ với Cát Tường để được giảm cân nha. Anh ơi, anh nghe chị Huệ giới thiệu rồi ha, còn điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh của mình ấy, thì là mình tự là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, ca hát rồi biết đàn, rồi là thích chơi thể thao, rất thích đi du lịch và cũng có thời gian sống rất lâu ở bên nước ngoài. Anh sống nước ngoài bao lâu rồi anh? Chắc cũng gần 20 năm ấy. Ở đâu anh? Trước thì mình có qua bên Tiệp, qua bên Slovenia học, sau đó là đi qua bên Hà Lan sống. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có qua được rất nhiều nước. Đông Âu thì có qua Ba Lan, rồi qua Đức, Cộng hòa Séc, rồi qua Hung, rồi qua Bulgaria. Rồi qua đó anh làm gì? Đi chơi ạ. Đi chơi mà tới 20 năm chứ ạ? Không, đấy là mình đi được các nước để chơi thôi. Còn mình sống thì sống ở bên nước Slovenia là cũng khoảng 4-5 năm. Anh làm công việc gì bên đó? Mình là đi qua học nghề, thợ hàn. Có một thời gian sống ở Đức khoảng 2 năm. Công nhận anh sướng thiệt nha. Linh cũng đi được hai nước rồi đó, Lào với Campuchia đó. Chắc tình trường của anh rải rác khắp mọi nơi quá à. Chắc vậy đó. Em tò mò cái tình trường của anh quá anh ơi. Cái tình trường thì như thế này đi. Mình ráng chia sẻ ngắn gọn là sau khi về Việt Nam mình có quen rồi, nhưng mà cái thời gian tìm hiểu nó rất là ngắn. Hai người làm đám cưới trong vòng tháng thôi, về ở với nhau mới thấy nhiều cái nó chọi. Cưới nhau được bao lâu? Cũng phải gần phải 8 năm đấy. Mấy đứa con? Một đứa con. Cháu trai hay cháu gái và anh? Dạ cháu trai ạ. Và bây giờ cháu đang ở đâu anh? Sống với mẹ cũng được 11 tuổi rồi. Dạ. Rồi bên chị Huệ thì tình trường mình sao chị Huệ? Dạ thì nói thật ra thì hồi đó em cũng yêu rất là sớm. 19 tuổi là đã yêu. Và khi 21 tuổi thì lập gia đình. Khi mà em sanh đứa con đầu lòng á là lúc đó bé được 18 tháng là em ra tòa. Thì trong cái cuộc sống thì không phải là ai cũng toàn vẹn hết, mỗi người đều có một cái tôi của mình, và mình cũng phải có một cái sức chịu đựng và cái sự dung hòa với nhau. Nhưng mà giữa hai người thì không có được cái sự đó, với lại lúc đó em cũng còn quá nhỏ, mới có 23 tuổi thôi. Thì cái sự chín chắn của mình nó cũng chưa có. Là em về ở với mẹ em từ lúc con em 2 tuổi. Hiện nay thì cháu đang học lớp 10, Tết này là 16 tuổi. 16 tuổi, trai hay gái? Dạ con gái chị. Anh nghe cô kia nói như thế anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cái cuộc sống của cô cũng rất là khó khăn. Cũng rất là cần thiếu thốn tình cảm. Và bản thân em ý, mình cũng rất là mong muốn và tìm một cái người mà như vậy, cũng cái hoàn cảnh như vậy. Vì mình cũng nghĩ là cái người đã trải qua một đời chồng rồi ấy, thì chinh phục họ cũng không phải là cái dễ đâu. Nhưng mà người ta hiểu và người ta rất dễ chia sẻ thông cảm với mình được. Cô gái bên cô muốn tìm một người yêu như thế nào? Chỉ yêu cầu làm một cái người có cái tình yêu thương mình, yêu thương gia đình và cả đứa con gái của mình. Cái nữa là có một cái sự chia sẻ. Không phải là chồng chú vợ tôi như hồi xưa. Tại vì em thấy bây giờ có rất là nhiều cái hoàn cảnh là thí dụ như chồng làm có điều kiện, nhưng mà thí dụ như em, công việc của em là kinh tế em không có nhiều, thành ra có cái sự mà xem thường thì em không đồng ý. Nói chung vẫn cái chuyện chính mình bị một lần rồi đúng không chị? Là mình mong muốn người bạn đời chỉ cần là thông cảm hoàn cảnh của mình và hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình là được đúng không? Em cũng có một lần đó, em cũng có gặp được một cái anh đó là nói chuyện trên Zalo á, thì nói mấy ban cũng 2-3 tháng ấy, ảnh cũng nói là sẽ tìm hiểu rồi thương yêu sẽ cùng mình là lo cho con cái. Sau đó em mới lấy một số điện thoại khác, em làm một cái nick Zalo khác,
em thử ảnh thì ảnh cũng lại nói với cái người đó y như đó với mình, là từ đó là em cắt mất luôn. Niềm tin nữa. Dạ, cũng có một người rất là thương em, cũng rất là chăm chút cho em từng tí từng tí, nhưng mà em không thể nào đến với người ta tại được. Tại sao chị? Lý do là người ta cũng như em, cũng là nữ. À dạ, thành ra hoàn cảnh bi đát như trời. Con gái em nó có nói, nó nói thôi mẹ tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được. Con á là mấy mốt con đi Sài Gòn con học rồi, thì mẹ ở đây á thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn. Thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được một cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình và thương yêu mình thật sự. Thôi vui lên ha chị ha. Anh nghĩ rằng cái anh bên đây anh cũng hiểu được, anh hiểu được em đó. Nãy giờ anh nghe em nói rất cảm nhận về tất cả mọi thứ rồi. Nó muốn chàng trai này là cái hình dáng thế nào, hình mẫu thế nào, em có thể diễn tả thử xem giống anh bên đây không? Cao hơn em một cái đầu. Hối như anh Linh vẫn đẹp trai, vẫn duyên. Bụng đừng to quá. Hên quá. Tại vì em nghe nói trên khoa học chứng minh đó là nếu cái người nào mà bụng càng to thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp. Mày quá. Em không có nói anh Quyền Linh đâu ạ. Tại em thấy Quyền rất là đẹp trai. Em đâu có nói, em nói hối với anh Quyền Linh rồi. Hối duyên. À. Dạ. Hối hài hòa. Rồi anh bên đây thì nói chung là chết rồi. Cũng có chút chút hối. Nói chung người nào lớn tuổi nó cũng hơi hối hối vậy đó. Nhưng mà hối quan trọng là cái bụng ta nó tốt được rồi ha. Anh cảm nhận rất là hiền. Và anh hiểu được những cái gì mà em nói. Và anh nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm với một cái cuộc tình gọi là 8 năm rồi. Anh ơi, nếu mà em xấu quá, em mập quá, anh có đồng ý không? Cái hình thức nó chỉ là bề ngoài thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em cũng chưa nghe là cái mong muốn anh tìm một người bạn đời sau này của mình như thế nào anh? Một người bạn đời thì bây giờ cái tuổi của mình như này thì thực tế ra là cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Dễ nhìn chút là được rồi. Yeah. Còn chiều rất cao dễ thì... nhìn. Chiều cao thì khoảng 1m50 đến 1m60 thôi. Ở trong cái tầm ấy là dễ dính vào mà, đúng không? Chứ đâu có đòi được nữa. Tôi có da có thịt được. Ô, có da có thịt lắm. Nói chung là... Dư. Dạ. Con em nó rất thích ôm em anh. Tại lý do là em rất là êm. Không, dễ thương. Chào anh. À, chào em. Dạ. À, thế anh có cái điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ không anh ha? Nóng tính quá. Là nói nhiều quá. Thế hiện tại là anh đang sống với ai ạ? Mình sống với ba mẹ, bố mẹ. Nhà thì có mỗi mình. Có một chị gái thì ở ngoài lấy chồng ở ngoài Hà Nội rồi. Ba mẹ lớn tuổi chưa anh? Ba mẹ thì cũng 80 tuổi rồi. Rồi ví dụ như con gái của chị á, thì anh có thể rước về luôn được không? Dạ, cái này thì đương nhiên rồi. Cái này là yêu mẹ thì thương con thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ, thì, được vậy là mừng, mình yên tâm. Thế hôm nay mình đi với ai hả chị? À, dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái kế em. Dạ. Và các chị, có chị lãnh đạo, đồng nghiệp chung. Em là tên là Nguyễn Thị Trúc Giang, em là đồng nghiệp mấy chị em phụ nữ thành phố Bến Tre rất là quý mến đối với em Kim Huệ. Tất cả các chị em ở xã phường sắp xếp mọi công việc để đến đây với mong muốn là em của mình có một hôn nhân mới hạnh phúc hơn đối với Kim Huệ. Thì mình nói ra để cho cái gì anh Nam sau này trong mối quan hệ mình cũng biết cái sự thẳng thắn, có nghĩa là mình góp ý, mình phê bình hay mình nói gì đó là rất là khó chịu, khó nghe một chút xíu. Nhưng mà nếu hiểu nhau rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề nữa. Riêng đối với bạn Nam á, thì rất là hài lòng. Một người đàn ông rất là chín chắn, chuẩn mực và nó cũng từ tốn. Mình thấy nó cũng phù hợp với bạn Kim Huệ. Tại Kim Huệ thì nó năng động, thoải mái và cởi mở. Thì cần có một cái người hài hòa hơn lại với Kim Huệ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Hôm nay anh trai mình đi với ai vậy anh? Dạ, có đi mấy bố ạ và cháu. Chào bác. Tôi là ba của Ngọc Anh. Dạ. Lời đầu tiên xin chào chương trình và chào hai MC nổi tiếng của chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Là người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi. Đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất, chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Yeah. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó. Đồng cảnh, hai người cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế rồi nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi. Cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mong duy nhất là con mình sẽ xây dựng được một cái tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Dạ, cảm ơn bác nhiều.
Bây giờ Quỳ Linh sẽ mở rào ra để anh chị có thể gặp mặt nhau nha. Rồi, xin tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Anh cầm đèn giống nghệ sĩ quá. À, thế này này, mình thì đúng là bây giờ mình cảm nhận về nhau một chút. Dạ. Thì anh cũng thấy là em là một người phúc hậu. Anh rất là điểm 10 trong em. Ồ. Ví dụ hẹn hò thời gian rảnh lúc nào em rảnh được? Dạ, cuối tuần ạ. Cuối tuần thì cũng hợp lý. Dạ, dạ còn rồi. Thì ban ngày em đi làm hành chánh thôi, còn ban đêm thì ở nhà. Bây giờ mình đã trải qua một lần rồi, mình có một cái kinh nghiệm, có nghĩa là đã vợ chồng ấy thì nhường chút, nhịn chút, chịu đựng chút thì tự nhiên là hạnh phúc đấy hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mình em cũng cảm nhận điều đó. Tại hồi xưa thì nói chung là mình cũng cái tôi mình cũng lớn, mình không có chia sẻ được với ai, rồi không có động viên, thành ra rồi mình không có nắm giữ được cái hạnh phúc của mình. Hôm nay thì có chương trình này là mình đã đến với nhau, đó là một cái duyên. Yeah. Và em cũng mong là mình có một cơ hội cho nhau nhiều hơn. Nhất chính, để mình tìm hiểu. Tìm để hiểu, mình đúng rồi. Có thể xem là chúng mình có thể tiến trong mấy xa phút này được. Thì cũng không thể là hiểu hết được con người. Dạ, rồi. Đúng rồi. Mình tạo điều kiện cho nhau. Nhưng mà em thắc mắc là sợ nhiều khi em có con rồi á, rồi sau này cái kinh tế trong gia đình á, rồi có phần nào đó là em phải lo cho con em nhiều, rồi anh như thế nào? Dạ, thì cái này thì anh cũng thông cảm hiểu được cái vấn đề đó. Nhưng quan trọng là ví dụ là mình cùng xây đắp, cùng lo. Và còn chuyện con ấy, thì ví dụ có yêu mẹ thì yêu con thôi. Cái tuổi này em không sẵn sàng trong việc sinh con nữa thì thôi, thì chúng mình cùng nuôi những cái đứa con đã có cho nó trưởng thành được rồi. Dạ. Vấn đề về đó. Chứ còn thì anh hỏi em bây giờ em có ví dụ làm dâu thì em có ngại hay là có cái gì gọi là khó khăn gì không? Trong em cũng đã chăm sóc người già rất là nhiều, nhà chồng cũng như nhà mình thôi. Yeah. Nếu mà mình thật sự mình toàn tâm vô đó thì có dù có khó như thế nào thì mình cũng sẽ làm tốt được. Anh sẽ hát một đoạn dành tặng em trước, đoạn đoạn điệp khúc. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc ngoà, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đấy là anh hát tặng em. Anh hát rất là hay. Em có 4 câu thơ để đặt mời em chặn chương trình. Và anh, em là cô gái xứ dừa, chân thành chất phát nhưng thật thà thương yêu. Yêu thì anh bấm nha anh. Anh Linh, chị Cát, chuẩn bị tiền mừng đi thôi. Thử xem Bến Tre và quận 12 có tổ chức kết hôn với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình ha anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Đó. Đây, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Anh chị có thể tới đó để xem phim được, có một không gian lãng mạn. Em gửi tặng cho anh chị một chiếc máy nước nóng hiệu Senton. Gửi tặng hai anh chị một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Rồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn thường thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. Vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ.
Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy á, phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy giùm em nha. Dạ kiểm tra rồi. Rồi sao? Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy là đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ không, thứ anh kho ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà đến khi mà em khó chịu, mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đôi lúc, đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi sao em nói thiện nghe. Thiện thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sao thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á, nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, rồi. Nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi, chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được bằng mấy chai? Chắc cỡ là 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình vẫn giận á, mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử vậy em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử đi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người, em đóng trong vai tin sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết đó anh. Rồi, bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú Nhân. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự, thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu tôi nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ chữ hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 12 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kế tại thi ba tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề, em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nói chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi được rồi, được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ bình thường vậy. À. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà anh ấy là dẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình rồi. Dạ.
Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành, thấy không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. nha. Em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây, em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường rất là mê tình không. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Nhưng mà mời về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, không nghiệp kỳ vậy, ai mà cô từ... gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu. Tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nượp dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị. Em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ vẫn cần tôi xếp vô cái là độc thân bền vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi, chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Chắc chắn là bạn... không ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Vậy nãy giờ nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn rồi nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Dáng dốc sao rồi, cao dạ, thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em như 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Tí quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, quên. Em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, qua bắt ghế thôi em, không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Có điều gì dạ. không thích nữa người con trai? Ừng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng không keo kiệt, không gia trưởng đó em ơi. Dạ, với lại bạn đó phải lãng mạn với ga lăng một tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với một tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó, nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn cái gì nữa không? Mưa anh? Mưa. Tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ dạ. tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì dạ. cô rất mừng. Dạ. Dạ, cảm ơn, cảm ơn bạn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. À. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chị. Và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mở rào, mở rào cho hai nha. Bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh dạ. muốn quà tặng em. Dạ em chào anh, em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cây xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Dạ anh có sợ gai không anh? Không em. Không, không sợ gai dạ. vậy em tặng anh. Rồi cảm ơn em. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu tụi chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái chất có cái máu đó rồi, cái máu cái nghệ thuật trong người rồi.
đó nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tươi dưới bức tường cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi, ok. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cả luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh mới anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cổ thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn đó. Nói chung là ví dụ như một cái trái tim đó, đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ rồi. Em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng, nó đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh, làm vợ anh. Tức là giờ em hơi bị đau họng, thế em không lên được xong cả nước mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình, lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé lên cố gắng lắm mà. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà em ảnh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng là câu cuối lấy, thôi. Lấy bắt hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta. Câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Đúng anh luôn thông cảm với em tại em. Không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi phải không? Cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Đó, nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi, chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Con xin phép các bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa gật, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa. Mình phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy?